Các bạn nhà nhá, chiều tối thì vẫn quay chè để bảo tồn cây bơ này. Cây bơ đang rất sai quả nha, quả to lắm các bạn nhỉ. Rất sai quả. Bơ này nó có tuổi các bạn. Xong thụ luôn ấy. Nó có cái những cái tử tỏ lắm, vành hơn 200 cái. Quả rất xài. To. Cái của thụ. Cái này khó chở. Lấy một gốc cái sinh vật cây. Cắt ngắn đi. Tỏ gốc tỏ. Kịch. Để giả lắm. Lấy một tay chơi đẹp. Vành một tay trong rưỡi. Quả nhiều nhỉ. Bơ ấy. Bơ này này. Cái này chỉ hy sinh mà lấy gốc hy sinh cây một tay này lấy một thân thì chặt gọng cái thân này quả sai thật chứ quả to quá. Lấy gốc hy sinh một thân cây chở được vận chuyển được còn lấy cả hai này khó chở không xe nào chở được. Vâng, à, chia sẻ cái bơ phóng nổ.